Mình biết á, là khi mua cái sản phẩm đắt tiền á, thì anh em đều muốn bảo vệ cho sản phẩm con cưng của mình đúng không? Nhất là chiếc MacBook này này. Đã tốn tiền mua em nó rồi, còn phải tốn tiền mua cái đồ bảo vệ cho em nó nữa. Nhưng mà nói gì thì nói, dù là đồ bảo vệ mình cũng phải lựa chọn chất lượng cao nha. Hôm nay mình có một cái bộ dán 5 trong 1 dành cho MacBook cho anh em đây. Còn chi tiết như thế nào vào video thôi. Trước tiên thì mình sẽ nói về cái hậu quả khi mà anh em không dán full bảo vệ em MacBook nha. Tại đâu? Đưa em con MacBook mới mua mà nhìn cũ xì quá đây coi. Cũ gì cũ? Quạt. Anh em nhìn nè, khi không dán thì phần cạnh sẽ rất dễ chày và mình không để ý đâu. Ngoài ra, về mặt thẩm mỹ, anh em nhìn xem chiếc MacBook nhầy nhụa dấu vân tay nhìn siêu mức thẩm mỹ luôn. Nhất là mấy anh em mà thích dán sticker lên MacBook nè. Khi mà anh em dán vào á, tháo ra cái phần keo đen dính vào nhìn rất là dơ. Nhưng mà khi mà anh em dán một cái lớp bảo vệ rồi, khi em muốn tháo cái miếng sticker ra á, việc lau chùi cũng rất là dễ dàng. Vậy mở hộp coi bộ này có gì? Ok. Ok, bây giờ mình sẽ mở hộp cái bộ dán bảo vệ MacBook cho anh em xem nha. Đây là bộ dán bảo vệ Mocon 5 trong 1. Sẽ có 5 miếng dán cho 5 phần của chiếc MacBook của anh em. Đầu tiên là phần quan trọng nhất nè, phần màn hình. Ngoài ra còn có miếng để dán mặt trước nè, mặt sau, rồi phần kê tay nè. Cuối cùng là miếng để dán trackpad, đủ 5 luôn nha. Trong bộ này cũng cho anh em luôn cái khăn khô, khăn ướt hay là miếng dính bụi nè, hỗ trợ cho anh em tự dán luôn. Cái điều đầu tiên á, mình thấy là cái màu này nhìn rất giống với màu thép của MacBook nha. Kiểu dán lên mình sẽ không phân biệt được là dán hay là không dán luôn. Rất phù hợp cho anh em nào mà khi mà dán á, ngại cái việc dán lên nhìn xấu hoặc là nhìn nó cứ bị dính dính á, thì anh em không cần phải lo nha. Với lại á, là cái chất liệu nhám này á, làm cho mình cảm thấy á, là khi mà mình cầm nắm em MacBook khi mà sau khi dán á, cảm thấy rất là chắc chắn. Với chất liệu keo 3M thì anh em có thể an tâm về chất lượng cũng như độ bám dính của bộ dán bảo vệ này rồi. Bảo vệ chất lượng á, thì mới an tâm dành cho con MacBook của mình được anh em ạ. Ok, mở ra rồi, bây giờ thì dán thôi. Thôi, với cái sự khéo tay của mày để tôi đem qua Minh Tấn Mobile nhờ mấy anh chị dán tốt hơn. Sao? Thấy khác biệt hẳn hoi không? Đẹp á, mà sao em không chỉ anh sớm hơn? Nếu anh em quan tâm về cái bộ dán bảo vệ Mocon 501 này thì có thể đến Minh Tuấn Mobile để nhờ các anh chị dán nha. Giá em nó đang là 600.000 trước ngày 10 tháng 5 2022. Sau ngày 10 tháng 5 thì giá sẽ là 870.000, nên là tranh thủ dán bảo vệ cho em MacBook của mình thôi. Anh em nhớ like, share và subscribe cho kênh của Minh Tuấn Mobile nha. Bye bye anh em.